ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngưỡng bái bậc trên thượng tọa đạo hiệu Thích Pháp Đăng, trụ trì chùa Viên Quang, một vị thầy mà chúng con lâu nay vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Kính lạy tăng đoàn của chùa Viên Quang. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt ở trong cái giảng đường Hải Tấn sáng hôm nay. Quý vị nghe rõ không ạ? Lời đầu tiên, con xin hướng về Thượng Tọa Trụ Trì đảnh lễ niệm ơn vì đã tạo duyên lành cho con có cơ hội về đây thăm quý vị và có một cái bài nói chuyện tâm sự đầu năm. Kế tiếp, trong dịp đầu năm mới, thầy nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn luôn sáng soi, gia hộ, độ trì cho tất cả quý vị và bà con thân quyến. Có một mùa xuân, một năm mới kỷ hợi ngập tràn sức khỏe, bình an và mọi điều thuận duyên nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, dịp mà chúng ta đến chùa lễ Phật cầu an. Do vậy, đề tài hôm nay thầy sẽ chia sẻ với đại chúng là Pháp hội Dược Sư và hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư. Xin đại chúng lắng lòng để nghe. Trong khi thầy nói chuyện, thầy chia sẻ, nếu thấy đoạn nào tâm đắc thì cứ mạnh dạn vỗ tay, nghe không? Không có ngại ngùng gì hết, các vị ngồi thoải mái để lắng nghe. Kính thưa quý vị, mùa xuân đến đem đến cho ta bao nhiêu cái niềm vui. Người nông dân quanh năm vất vả nhọc nhằn, phải đối chọi với bao nhiêu khó khăn khắc nghiệt của thời tiết, của thiên nhiên. Người ta nói rằng là mùa xuân thì vạn vật sinh sôi, mùa hè thì vạn vật trưởng thành, mùa thu thì vạn vật bắt đầu co cụm lại, và mùa đông thì vạn vật bắt đầu héo úa lụi tàn. Mà ca dao văn chương vẫn nói xuân sinh hà trưởng, thu liễm đông tàn là như thế. Bản thân chúng ta, trời đất này trải qua cái quá trình sinh ra từ mùa xuân cây chồi đâm chồi nảy lộc, mùa hè thì quả ngọt đơm bông, qua mùa thu bắt đầu lá vàng và mùa đông bắt đầu rụng rơ trọi lá. Chúng ta đã trải qua mùa đông, cho dù không có giá lạnh, đúng không ạ? Mùa đông của mình là không giống như mùa đông ở bên Tây. Mùa đông bên Tây nó lạnh tê tái, tuyết phủ trắng đường, nhìn đâu cũng một màu u ám xám xịt. Chứ mùa đông của xứ mình nó vẫn hạnh phúc. Nhưng dù gì đi nữa, bước sang mùa xuân ta phải thấy hoa cỏ nhiều hơn, lòng người ta vui hơn. Và đầu năm ta thường làm gì nào? Đầu năm ta làm gì? Việc đầu tiên, cho dù quanh năm mùa màng có bận rộn bao nhiêu đi nữa, sắp Tết rồi ta phải dọn dẹp nhà cửa, phải không ạ? Con cháu mà đi học đi làm xa thì sắp xếp về nhà để đoàn tụ với gia đình. Cái vấn đề là cái ngôi nhà ta ở quanh năm ấy, vậy mà Tết đến ta đã lo dọn dẹp nhà cửa, moi móc bụi bặm, bao nhiêu rác rưởi ở trong cả cái hốc hết ta phải moi ra. Thì không những thế, một người Phật tử trong dịp đầu năm ta phải nhớ một điều, ngoài cái chuyện ta làm sạch cái ngôi nhà ta ở, làm mới ngôi nhà ta ở, ta cũng có trách nhiệm làm mới cái tâm hồn mình. Mùa xuân đến ta phải làm mới cái tâm hồn này. Trong ngôi nhà này có bao nhiêu rác, có bao nhiêu mạng nhện nó dăng trong một năm, trong tâm hồn ta cũng vậy. Một năm qua bao nhiêu rác, bao nhiêu phiền giận, bao nhiêu ưu sầu,
bao nhiêu trách móc, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu tỵ hiềm. Cuối năm ta phải moi nó ra hết mà đi đốt sạch cho thầy nhớ. Lễ tất niên là như thế, không phải chỉ có đốt giấy áo đâu, đốt cái phiền nào, đốt cái hận thù bực dọc trong tâm này quan trọng hơn. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, khi Tết đến ta thăm mồ mả tổ tiên, phải không ạ? Có ai Tết không đi thăm mồ mả tổ tiên không? Tất cả chúng ta đều thấm nhuần một cái câu là cây có gốc mới xanh cành xanh lá, nước có nguồn mới tỏa khắp suối sông. Làm người ai cũng có tổ có tông, trước mà có ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình, phải không ạ? Cho nên đến dịp xuân đến Tết về, làm gì đi nữa ta cũng tranh thủ lên mồ mả tổ tiên thăm thăm ông bà, mời ông bà đi về ăn Tết với con cháu, phải không? Nhưng vấn đề quan trọng hơn, không chỉ lên trên mồ mả mà thăm, ta còn phải tìm kiếm cái nguồn gốc dấu tích của tổ tiên ông bà ở trong này này, trong tâm này này. Đức Phật dạy rằng mỗi một con người chúng ta đều là sự thừa kế của dòng giống huyết thống tổ tiên nhiều đời. Mỗi một chúng ta cũng là sự thừa kế của dòng giống tâm linh nhiều đời. Nếu như Đức Phật ngày xưa có bao nhiêu phẩm chất, tất cả trong quý vị và trong quý thầy đều có đầy đủ. Ông bà ta có bao nhiêu tánh hay, bao nhiêu tật xấu đều đang lạ và đang truyền trao cho ta trong này. Vấn đề là năm tháng trôi qua, vì cơm áo gạo tiền, vì công việc đồng áng ta quên mất. Bây giờ Tết đến, không những ta lên thăm mộ ông bà tiên tổ, ta phải đi tìm xem hạt giống Đức Phật đã lạc mất đâu rồi, hạt giống tiên tổ đã lạc mất đâu rồi. Ta phải tìm cho ra những hạt giống đó ở trong tâm này. Điều nữa, khi Tết đến ta lên chùa lễ Phật, phải không ạ? Lạy Phật đầu năm, xin lộc của thầy trụ trì, có không? Có không ạ? Xin lộc của thầy trụ trì mang về. Cái lộc đó là cái gì các vị biết không? Đừng có nghĩ là cái bì lì xì đó đỏ đó, cái bì giống cái giấy gì? Biết rồi. Cái bì phải không? Bì này là bình thường. Cái lộc quan trọng ấy là cái dịp giao thừa đầu năm, khi đó khí trời nó thanh lương mát mẻ, lúc đó bước vào ở trong cửa thiền thì tất cả mọi cái sinh khí của Phật, của Pháp, của Tăng nó hội tụ ở đó. Thời khắc giao thời mà, năm cũ năm mới giao thời, thời khắc đó ta bước chân vào trong chùa, tâm hồn ta sẽ được tắm mát cái trí tuệ, cái từ bi của Phật. Khi ta tắm mát điều đó rồi, tâm hồn ta sẽ mát, mát bởi tâm hồn từ bi yêu thương, tắm mát bởi trí tuệ, rồi ta mang cái đó về cho vợ con ta, cho gia đình ta, cho xóm làng ta. Cái đó mới là cái lộc quan trọng nha các vị, chứ không phải cái bì đỏ đỏ này đâu. Cho dù có cái bì này cũng vui, nên có, nhưng quan trọng khi đến chùa mà xin cái lộc là phải hiểu cái lộc này được Đức Phật rót vào trong tâm, và ta mang cái lộc này về nhà. Một điều nữa, đến chùa ta có ghi tên cầu an không ạ? Có không ạ? Vì sao phải cầu an nào? Thế vì sao phải cầu an? Có ai đầu năm đến chùa ghi tên cầu siêu không? Không. Cuối năm thì cầu siêu mà đầu năm thì cầu an, phải không? Con người ta sống trên cuộc đời, hầu như ai cũng thấy mình yếu ớt, ta thấy mình bé nhỏ, phải không? Cho dù mình có là ông này bà nọ, thì giữa cuộc đời này ta vẫn bé nhỏ. Đứng dưới một cơn mưa, một con tàu Titanic lớn như cái căn nhà này này, mà ở giữa đại dương thì nó vẫn bé nhỏ mong manh. Giữa vũ trụ bao la này, tất cả mọi người đều là một sinh linh bé nhỏ,
Do vậy, từ xưa loài người cảm thấy lo sợ trước thiên nhiên, sợ trước cơn mưa, cơn gió, cơn bão, sợ tất cả mọi thứ. Có cái câu ca dao gì mà trong trời, trong đất, trong mưa, cái gì nữa? Cái gì mà trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trong cho trời yên để lặng, mới yên mà đi cày, phải không? Đấy, con người ta từ xưa đến giờ nó yếu đuối như vậy, và ta cần nương tựa. Nương tựa vào ai? Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào sông, sông sẽ cạn. Ta nương tựa vào bản thân ta, nhưng ta chưa đủ sức mạnh thì ta nương tựa vào bậc thầy tâm linh này, vào vị Phật, vị Bụt, vị Tiên. Ta tin rằng ở nơi đó có một lòng thương vô giới hạn, có một khả năng vô giới hạn, có một trí tuệ tột cùng. Khi ta nương tựa vào Ngài, ta được Ngài che chở, thì ít nhiều ta cũng chân cứng đá mềm để vượt qua những khó khăn. Các vị có tin là ta cầu Phật, Phật sẽ gia hộ cho ta không? Ai không tin giơ tay cho thầy coi. Thế ai tin là cầu Phật thì Phật gia hộ, giơ tay cho thầy coi. Giơ cao lên nào, cao chút nữa. Như vậy những người không giơ tay là không tin, đúng không? Cảm ơn quý vị. Thầy lấy một ví dụ thế này để các vị thấy vì sao mà ta phải tin là ta cầu Phật thì sẽ linh ứng, Phật sẽ gia hộ cho ta. Ngày xưa mà thầy chưa đi tu á, cha mẹ thầy là nông dân nghèo lắm. Cả đời thầy chưa bao giờ ra khỏi cái thị xã Đông Hà mà nơi thầy ở. 15 năm đầu đời chưa bao giờ ra khỏi. Nhà thầy chỉ cách bờ biển 11 cây số, nên chưa bao giờ thầy bước chân được đến bờ biển. Phước nó ít nhiêu đó thôi. Nhưng mà ngay sau khi thầy phát tâm đi tu, vào chùa chưa cạo đầu nhá, làm chú tiểu ở trong chùa, làm đệ tử của một hòa thượng ở trong hàng ngũ người tu, ngay lập tức 2 ngày sau thầy được lên xe đi biển chơi. Một chiếc xe 16 chỗ chở cả chùa đi tắm biển. Không những được tắm biển, được Phật tử chuẩn bị cho đồ ăn vặt, nước ngọt Coca Cola, vừa ăn vừa tắm vừa chơi. Chỉ 2 ngày, 2 ngày thầy thay tên đổi họ. Thầy đổi từ con của cha mẹ thầy sang con của Phật. Thầy đổi từ học trò của cha thầy sang học trò của một vị hòa thượng ở Huế. Thầy đã thay đổi. Ngày xưa ở nhà Tết thầy chỉ có được khoảng tối đa là 10.000 tiền lì xì đó, một tờ đỏ mà cầm chơi vậy thôi, hết Tết là trả lại, không có dám tiêu đồng nào. Ấy vậy mà đi vào chùa làm chú tiểu, đầu để cái chọn thế này, Tết đến Phật tử người này dúi cho 5.000, người 20, người ai cũng cho tiền. Tết xong thầy giàu mấy trăm nghìn. Tết đầu tiên đi tu thầy nghĩ ba mẹ mình ở đời ở nhà khổ quá, mình sẽ dành dụng về lì xì cho ba mình 50, lì xì cho mẹ 50, chắc là ông bà sẽ hạnh phúc lắm. Các vị thấy không, một mình thầy thay đổi từ con cha mẹ thầy là người nông dân sang làm con của đệ tử của ông thầy, ông hòa thượng của thầy. Phước của thầy đã thay đổi một trời một vực như thế. Thầy lấy một ví dụ khác. Các vị giả sử đang làm nông dân, con các vị đi ra ngoài đường á, gặp công an nó thổi lại, chạy quá tốc độ, có phải đứng lại xin xỏ không? Rút tiền đút cho mấy chú nữa, mấy chú lấy dùng mới cho tôi đi, phải không? Nhưng nếu như các vị là bộ trưởng, là thứ trưởng nhé, xin lỗi công an nó thổi lại, nó không dám đem xe về. Thầy đang nói một thực tế là như vậy. Ta sẽ thừa hưởng cái phúc báo, cái uy lực của cha mẹ ta. Nếu cha mẹ ta là một người giám đốc, ta đi ra ngoài người ta nể nang ta. Cha mẹ ta là một người chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh, thì con cháu cũng được thơm lây, phải không ạ? Như vậy khi ta là con của cái ông này này,
Cái ông mà được gọi là thầy của ba cõi, cha lần của ba cõi, thầy của trời người, uy lực cực kỳ lớn. Hơn 27, 26 thế kỷ nay, loài người và loài trời trên quả địa cầu này cúi đầu khuất phục trước vị đó. Ta làm con vị đó, oai không ạ? Ai nói chi tôi là con của ông đó đó, Thích Ca đó. Cho nên con nhà Tông thì không giống lông cũng giống. Giống gì ạ? Nói cho to lên nào. À, nhắc lại nào, con nhà Tông không giống lông cũng giống. Cho nên ấy, làm đệ tử của Phật, ta phải tin rằng ta sẽ được Phật phù hộ cho mình, Phật độ trì cho mình. Vì sao nữa mà Phật phù hộ độ trì cho mình? Thầy sẽ nói về bản kinh Dược Sư. Chúng ta đến chùa đầu năm được quý thầy hướng dẫn trì tụng kinh Dược Sư để cầu an, phải không? Ngày xưa, khi mà cái thời kỳ Phật giáo chưa thực sự thịnh hành, khi mà đạo Lão và đạo Khổng làm bá chủ cái văn hóa của Trung Hoa, đạo Phật là một tôn giáo bên ngoài từ Ấn Độ truyền sang, muốn có chỗ đứng ở trong văn hóa Trung Hoa thì phải chấp nhận hòa mình với những tôn giáo bản địa. Cho nên mới có cái thuật vào chùa không những cầu an mà còn dương tinh dài hàn, bảo màng diên trường, là để các Phật tử người ta cảm thấy đến chùa là có đủ mọi thứ, siêu thị tâm linh. Muốn cầu an đến chùa cũng sư làm cho, muốn cầu siêu đến gặp thầy, thầy cầu luôn. Muốn cầu an, muốn dương sao dại hàn đến gặp thầy, thầy làm nốt. Trong chùa đáp ứng đủ mọi nhu cầu, như một cái bệnh viện Chợ Rẫy vậy đó, không có khoa nào không điều trị được. Cho nên người ta mới kéo đến chùa. Nhưng dần dần khi Phật tử đến chùa tu tập hiểu đạo rồi thì ta phải hiểu một điều: đạo Phật không có dạy cho mình cái chuyện dương sao. Quan niệm rằng có 28 cái chòm sao trên bầu trời mà chi phối 7 tỷ người trên thế giới là một cái quan niệm có tính chất tượng trưng. Đức Phật dạy thế này: này tất cả các tỷ kheo, mọi người là ông chủ của đời mình, mọi người là chủ nhân thừa tự nghiệp, mọi người là kiến trúc sư kiến tạo nên cuộc đời mình. Cuộc đời họ tốt hay xấu, lần hay dự, không có bất kỳ một vị thiền thiên thần trời nào chi phối cả. Tất cả họ là người quyết định đời họ, họ là thượng đế quyết định cuộc đời của họ. Cho nên nếu ta vẫn còn lăn tăn trong lòng mình, năm nay không biết La Hầu ấy kế đô, năm nay không biết Thái Bật nạn toán tận hay gì đó, thì ta phải hiểu một điều: đó là những cái phương tiện mà những thế hệ trước bày ra để giúp cho mình yên tâm mà tăng gia sản xuất thôi. Khi ta đến chùa, ta được học Phật, ta được nghe lời Phật dạy, thì ta hiểu rằng không có ông sao bà trăng nào chi phối đời ta cả, chỉ có ta quyết định đời ta. Tuy nhiên có một yếu tố này đừng có quên: ngoài cái chuyện ta quyết định tương lai sự nghiệp đời ta, ta đừng quên có một yếu tố tâm linh là chư Phật luôn luôn dõi theo và gia hộ cho ta. Có người hỏi: dựa vào đâu mà thầy nói Đức Phật có thể gia hộ cho chúng sinh? Câu trả lời là như thế này: giống như cái tivi ta mua ở ngoài tiệm về, ta bật tivi lên, nó có thể bắt được các cái sóng truyền hình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trên bầu trời nó có các cái sóng truyền hình vệ tinh, nó phóng xuống khắp nơi. Chỉ cần cái tivi nào mà có cái đầu thu tốt thì thu hình ảnh tốt, thu âm thanh tốt. Cái sự gia hộ của chư Phật nó tồn tại, nó hiện hữu giống như cái sóng vệ tinh trên bầu trời vậy. Và tâm hồn ta, đạo đức của ta là một cái tivi vậy. Cái tivi này mà nó tốt, Samsung, Panasonic đời mới, hình ảnh rõ, đẹp cực kỳ, chuẩn HD nhá. Còn nếu mà tâm hồn này mà ba bữa say, ba bữa xin,
ba bữa nhậu, ba bữa bài bạc. Thì tivi này là tivi nội địa, digital, nội địa, hình ảnh chớp nhòa, chớp nhòa. Cho nên bản thân mỗi người là một cái trạm thu sóng truyền hình. Sóng đó của chư Phật phát ra luôn luôn có sóng, nhưng mà ta thu được bao nhiêu là lệ thuộc vào nỗ lực tu tập của mình, lệ thuộc vào cái khả năng tu tập và sự linh ứng với cái nguyện ước của chư Phật. Thầy sẽ trở lại và nói kỹ hơn về nguyện ước của Đức Phật Dược Sư, cái vị Phật mà đầu năm ta thường đến chùa và đọc kinh. Ở trong này những ai đã đọc kinh Dược Sư một lần trở lên giơ tay cho thầy coi. Kinh Dược Sư ai đã từng một ít nhất một lần đọc giơ tay cao lên nào. Cao chút nữa, cao chút nữa. Buồn quá đi. Cảm ơn quý vị. Quý vị bỏ tay xuống. Thầy sẽ dành khoảng 10 phút để nói tóm tắt về bản kinh Dược Sư. Trong chữ Hán, dược là thuốc, sư là gì ạ? Sư là thầy. Như vậy dược sư là gì? Là thầy thuốc hay là bác sĩ? Kinh Dược Sư tức là kinh bác sĩ. Ai học bác sĩ thì học đọc kinh này. Bản kinh Dược Sư là một bản kinh ở trong kho tàng Phật giáo Đại Thừa. Nội dung như thế này: vào một ngày đẹp trời, khi Đức Phật Thích Ca dẫn các thầy đi giáo hóa một cái vùng rất là xa, đến nơi cái đất nước tên là Quảng Nghiêm. Đất nước Quảng Nghiêm nó cũng giống như cái huyện Xuân Đông vậy đó. Lúc mà mệt quá thì Đức Phật và các thầy ngồi xuống nghỉ ngơi dưới một cái gốc cây tên là gốc cây Nhạc Âm. Gốc cây Nhạc Âm thì ai kể nó cũng giống giống với gốc cây ổi của nhà chùa mình, nó là gốc vậy đó. Thì Đức Phật và các thầy ngồi nghỉ dưới gốc cây đó. Các vị có nghe rõ không? Nói cho thật đấy, rõ không ạ? Sao thể ngồi đơ đơ không vậy? Cho thầy tràng vỗ tay coi. Lúc bấy giờ Đức Phật và các thầy tỳ kheo mệt quá mình ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Khi đang ngồi nghỉ thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới đến quỳ xuống trước Đức Phật mà nói: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy vì chúng sinh trong đời sau mà nói về những hạnh nguyện cao cả của chư Phật ở trong mười phương thế giới. Nghe rõ không ạ? Kính thưa Thế Tôn, xin Ngài hãy thương chúng sinh trong đời sau mà nói về hạnh nguyện, về những lời thề của chư Phật ở trong mười phương thế giới, để cho chúng sinh đời sau nương theo đó mà hành trì tu tập, ngõ hầu bớt khỏi khổ đau. Đức Phật mới nói: này hay lắm, này ông Văn Thù Sư Lợi, ta sẽ nói cho ông nghe về hạnh nguyện của Đức Phật tên là Dược Sư Lưu Ly. Đó là một Đức Phật làm giáo chủ, làm giám đốc một thế giới ở về phương Đông. Đức Phật đã bắt đầu giảng dạy. Đức Phật Thích Ca nói: này ông Văn Thù Sư Lợi, cách cái quả địa cầu này hơn 9 vạn ức thế giới về phía đông có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Tức là nếu như ai đáp một phi thuyền siêu vũ trụ từ quả địa cầu bay về hướng đông, bay khoảng 900 triệu năm thì sẽ đến một thế giới. Thế giới đó tên là Tịnh Lưu Ly. Đức Phật chỉ mô tả đó là một thế giới cực kỳ an lành sung sướng, khắp nơi đều có đền đài nguy nga, có những cái dãy nhà cao tầng đẹp như dạng đường hải tấn của chùa Viên Quang, nền gạch lát rất là bóng bẩy, Phật tử ngồi thẳng hai hàng thẳng tóc, phía trước mặt có những cái cây đèn bảy tầng, thấy không ạ? Vì thế thế giới Lưu Ly chưa? Các vị đang ngồi đấy. Đức Phật nói tiếp: đó là một thế giới an lành cực kỳ, khắp nơi đều có lâu đài điện các, cây cối thẳng tắp, đường xá thẳng hàng, hai bên đường có những cái hồ nước trong xanh. Hồ nước
ở dưới đáy hồ có những cái loại cát bằng quý báu, bằng pha lê, bằng san hô, bằng sa cừ, bằng mạ nào. Chúng sinh ở cái thế giới đó không biết cực khổ là gì. Đi đâu cũng thấy đất đai trắng trắng tinh như là pha lê. Cây cối rất là đẹp, đẹp như vườn hoa của chùa Viên Quang vậy. Và Đức Phật mới nói tiếp: các ông biết không, giáo chủ của thế giới đó là Đức Phật, tên là Dược Sư. Ngày xưa lắm, khi mà Phật Dược Sư đang còn tu hành đạo Bồ Tát, thì ông có phát ra 12 cái lời thề nguyện, 12 cái điều ước, mà ông nói rằng: xin mười phương chư Phật chứng giám cho con nỗ lực tu tập cho đến khi nào mà con thành tựu cái quả vị giác ngộ. Nếu như con thành tựu được 12 cái nguyện ước này thì con mới làm Phật, còn nếu không, con không thèm làm Phật. 12 cái nguyện ước đó chính là 12 đại nguyện tối thượng nhiệm màu của Phật Dược Sư mà trong bản kinh ta thường tụng. Đại nguyện thứ nhất: nguyện con sau này khi được trí tuệ thì ánh sáng của con quang minh rực rỡ, chiếu soi vô số thế giới. Tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới hễ nhìn thấy con là liền vui mừng, liền phát tâm bồ đề để tu tập. Đại nguyện thứ hai: nguyện cho con sau này khi thành tựu được đại nguyện bồ đề thì con có năng lực giúp cho tất cả vạn loài chúng sinh. Hệ mình nhớ đến tên con, tên con là tên ai ạ? Phật Dược Sư ấy, thì bao nhiêu bệnh tật đều tan biến cả. Thầy chỉ nêu 2 trong 12 đại nguyện của Phật Dược Sư cho các vị nghe như thế. Các vị đã, những người đã từng tụng rồi thì không nói, còn những người mà chưa từng tụng thì chắc thầy nghĩ rằng thầy phải đọc cho các vị nghe 12 cái đại nguyện này. Các vị có muốn nghe 12 đại nguyện không? Muốn không ạ? Thầy sẽ đọc cho các vị nghe 12 đại nguyện của Phật Dược Sư. Đại nguyện thứ nhất: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì bản thân ánh sáng rực rỡ, chiếu soi vô số thế giới. Thân ấy lại được trang hoàng bằng 32 tướng tốt của bậc đại trượng phu và 80 tướng phụ, lại làm cho mọi người không khác gì với con. Đại nguyện thứ hai: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt, không chút vận đục, ánh sáng to lớn và chiếu tỏa xa rộng, công đức đồ sộ, lại khéo an trụ những tia sáng rực rỡ, dệt nhau như mạng lưới và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt. Chúng sinh tối tâm được soi sáng cả, nên tùy ý hướng mà làm mọi sự nghiệp. Đại nguyện thứ ba: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vận dụng vô lượng trí tuệ và phương tiện, làm cho mọi người cùng được vô tận những vật hưởng dụng của cái, không để cho ai có sự thiếu thốn. Đại nguyện thứ tư: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì những kẻ đi theo tà đạo đều được làm cho ở yên trong đạo giác ngộ. Những người tu theo thân văn duyên giác đều được xây dựng bằng pháp đại thừa. Đại nguyện thứ năm: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng thì vô số người tu hành phạm hạnh trong giáo pháp của con đều được giới thể tròn đầy. Đại nguyện thứ sáu: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng, những kẻ mà thân hình xấu xí, mục đuôi què mẹ xuất, u mê mù điếc câm ngọc, đủ thứ bình khổ mà nghe danh hiệu con rồi nhất tâm thọ trì thì không còn bị lại những cái bình khổ đó nữa. Cái đại nguyện thứ bảy là: nguyện con sau này khi được tuệ giác vô thượng
nhưng kẻ bị những cái thứ bình khổ hành hạ mà không ai chăm sóc, không nơi nương tựa, không có y sĩ, không có dược liệu, hễ nghe đến tên con thì bao nhiêu bình khổ tan biến. Đại nguyện thứ 8 là nguyện cho con sau này khi được giác ngộ, nếu như có người đàn bà nào cảm thấy nhàm chán thân thể đàn bà, không muốn làm đàn bà nữa mà tu tập, nguyện đời sau không làm đàn bà, chỉ thần mà niệm danh con, thì nhờ cái uy lực của con, hết đời đó người phụ nữ kia sẽ vĩnh viễn không còn đọa đầy làm thân phụ nữ. Còn nếu mà đọa làm thân phụ nữ chẳng qua là vì hận nguyện của họ mà làm, để độ thoát chúng sinh. Đại nguyện thứ 9 là nguyện cho con sau này khi được tuệ giác thì tâm con luôn luôn sáng sủa, thoát khỏi những cái sự tà kiến mê mờ, biết đâu là lẽ phải đường chân, biết đâu là hố hầm của tội lỗi để mà tránh. Đại nguyện thứ 10 là nguyện con sau này khi giác ngộ thì có bao nhiêu chúng sinh bị xích trói giam cầm trong địa ngục, đau khổ vô cùng, sắp bị sự bắn, mà nhớ đến tên con, trì niệm tên con, thì nhờ năng lực đại nguyện của con mà làm cho họ thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Và đại nguyện 11, nguyện cho con sau này khi giác ngộ thì những người đói, những người bần, những người nghèo khi nhớ đến con thì niệm danh hiệu con, thì họ không còn đói, không còn nghèo, không còn bệnh. Đại nguyện cuối cùng là nguyện cho con khi mà giác ngộ rồi, những ai mà nghèo, những ai mà u mê thiếu trí tuệ, tức là học đâu quên đó, mà nhớ đến tên con, trì niệm tên con, tu tập theo lời con dạy, thì bao nhiêu cái u mê biến mất, họ sẽ là người có một trí tuệ tột bậc. Đó là 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư trong bản kinh mà ta thường được quý thầy hướng dẫn cho đọc tụng, phải không ạ? Câu hỏi đầu tiên, những ai trong này tin vào 12 đại nguyện này giơ tay cao cho thầy xem. Những ai tin 12 đại nguyện này là thực sự có và thực sự linh nghiệm giơ tay lên nào, giơ cao lên chút nữa nào. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Những ai không tin giơ tay lên để coi. Một người không tin, xin chia buồn người không tin. Thầy xin nói vắn tắt như thế này, kinh của Phật, kinh của Phật nó có nhiều cái tầng nghĩa khác nhau. Ta đừng bao giờ nghe một chữ mà ta hiểu liền chữ đó. Ta phải hiểu cái ý nghĩa ẩn tàng đằng sau. Chúng sinh trong cuộc đời này nhiều tội lỗi lắm các vị. Cho nên cũng trong bản kinh Dược Sư này, trong phần sám hối, Đức Phật đã dạy như thế này: hết thảy chư Phật mà thương chúng sinh là vì con người ở đời dơ bẩn quá nặng, bóng tối vô minh che khuất tâm trí, không hiểu nhân quả, không siêng sám hối, phóng túng tham lam, trộm cắp dâm dục, tội lỗi đã tạo vô lượng vô biên, ác nghiệp oán cừu đã kết vô cùng vô tận, không hay không biết. Đến nỗi ngày càng sâu dày, đến nỗi mà thúc ngắm đời sống lâu dài mà thành chết yêu chết oan, cất mất chức vị quan quyền mà thành thấp thỏi nghèo hèn, tước bỏ giàu sang sung túc mà thành nghèo khổ khốn cùng, chết non con trai con gái mà thành cô đơn lẻ chiếc, mắc vào chính cái chết ngang trái, xa xuống ba con đường ác đạo, khổ quả nhiều mối, tự mình tạo tác thì tự mình phải lãnh chịu, ác báo nhiều cách, hoặc đời này hoặc kiếp sau, tơ tóc không sai, dù mau hay chậm chắc chắn phải trả. Đó là lời Phật dạy trong kinh. Và bao nhiêu cái bệnh của chúng sinh trong cuộc đời này,
ta có hai loại bệnh, đó là thân bệnh và tâm bệnh. Đau đầu chóng mặt, hen suyễn, rối loạn tiền đình, thoát vị đĩa đệm, ung thư dạ dày, tất cả những bệnh đó là bệnh về thân, phải không ạ? Nhưng mà đau khổ, sầu đau, thất vọng, oán hờn, trách móc, tham lam, sân hận, si mê, kiêu ngạo, tà kiến là bệnh của gì ạ? Của tâm. Mà các vị biết trong hai loại bệnh đó bệnh nào nặng hơn không? Bệnh của tâm nó nặng hơn bệnh của thân nha các vị. Một người mà vừa phát hiện bị bệnh HIV, bác sĩ nói theo khoa học anh sẽ được sống thêm 12 năm nữa. Từ khi virus HIV xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể này về lý thuyết là còn sống được thêm 12 năm nữa mới chết. Nhưng thông thường từ khi phát hiện có căn bệnh HIV thì chưa tới 2 năm tất cả đều chết. Vì sao các vị biết không? Vì suy sụp, vì không còn hy vọng, không muốn sống nữa cho nên chết sớm. Một người mà phát hiện có một khối u ở trong cơ thể về lý thuyết có thể sống thêm 5-7 năm. Nhưng mà có những người vừa phát hiện khối u ác tính mấy tháng sau chết. Bởi vì sao các vị biết không? Thất vọng, không còn hy vọng để sống. Cho nên cái bệnh của tâm ấy, nó quan trọng hơn, nặng, nó cần phải chú trọng hơn bệnh của thân. Thân bệnh sẽ cho cùng một phần lớn là do tâm bệnh. Đau dạ dày thường ngoài trừ cái lý do là ăn uống thất thường là do ta stress, suy nghĩ nhiều quá, đau khổ nhiều quá cho nên đau dạ dày. Tâm bệnh nó dẫn tới thân bệnh. Cho nên Đức Phật Dược Sư được coi là vị chúa tể y vương trong thế gian này, là vị bác sĩ cho ta vị thuốc mà chữa trị cái tâm bệnh. Trong một cái đoạn khác thì kinh này giải thích như sau: ta mà bị bệnh thì trước hết phải đi tới mà gặp bác sĩ ở bệnh viện trước, chứ đừng có tới chùa cầu an nhé. Cho dù ở đời có khi đau đông mà chữa tây, nhưng mà bị bệnh thì hãy tới gặp bác sĩ đông y, bác sĩ ở bệnh viện trước. Song song đó ta hãy làm những việc mà Phật dạy mình, sám hối, lạy Phật để cho tiêu bớt cái nghiệp của mình đi. Ở trong kinh Dược Sư này có một đoạn Đức Phật nói như thế này: giống như có một người trong giấc mơ nằm mơ thấy mình bị bệnh gần chết. Nhớ chưa? Có một người trong giấc mơ nằm mộng thấy mình bị bệnh sắp chết. Người đó thấy mình buồn, mình khóc. Con cháu vợ chồng mới vội vàng đi mời bác sĩ về để chữa bệnh cho người ấy. Giấc mơ nhá, tất cả là trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, bác sĩ về và chữa lành bệnh cho người đó. Và người đó vui mừng, hạnh phúc, ta đã hết bệnh rồi. Cũng trong một giấc mơ khác, người ta nằm mơ thấy bị bệnh, đi mời bác sĩ về chữa và chữa không lành và người đó chết. Trong giấc mơ nhá, cả gia đình thân quyến than khóc: ba ơi, sao ba bỏ con đi, con nào có tội tình gì, khóc ủ rũ. Nhưng mà khi giật mình tỉnh giấc thì hiểu rằng là tất cả đều là trong giấc mộng, bị bệnh cũng không có thật, lần bệnh cũng không có thật, cho huống chi là mời thầy với trả dùng thuốc. Các vị hiểu không ạ? Cho nên trong cuộc đời này, chúng sinh nói bệnh là một cách nói tượng trưng mà thôi. Đức Phật dạy rằng Phật với chúng sinh tánh thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bàn. Tất cả mọi người trong cuộc đời này vì quên lạc cho nên ta có những phiền não, có những trái ngang, nó dâng ra làm cho ta đau khổ. Sâu thẳm trong lòng mỗi người đều là một viên minh châu, đều là một vị Phật
và đều là một pho thủ quý cả. Cho nên tất cả những gì Đức Phật dạy trong kinh cũng chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng, nương theo kinh này để thấy được lời Phật dạy, giống như ta nương ngón tay để thấy mặt trăng. Chứ đừng bao giờ chấp vào từng lời từng chữ trong kinh này thì tội cho kinh này lắm nhé các vị, tội lắm. Ở trong kinh này cũng còn có dạy một cái phương pháp, đó là nếu như ai trong gia đình mà có người tai nạn thập tử nhân sinh, tức là nằm cấp cứu á, không biết sống chết thế nào, bác sĩ đang lắc đầu, người đó nếu như biết vì thương người thân của mình phát tâm quy tu tập với hạnh nguyện của Phật Dược Sư, mời quý thầy hoặc là các đạo hữu đến nhà hoặc đến chùa thiết lập cái đàn tràng Dược Sư. Đàn Dược Sư được mô tả như sau: có để 7 vị Phật Dược Sư, trước mỗi vị đặt 7 cây đèn, trước mỗi cây đèn thì để 7 vị Phật Dược Sư rồi chưng hoa khắp nơi, có tổng cộng là 7 vị Phật Dược Sư, đây cũng có 7 vị không? Trước mỗi vị bỏ 7 cây đèn, như vậy tổng cộng là có mấy cây đèn nào? 7 nhân 7 bằng 49 cây đèn, trước mắt các vị là cây đèn 49 tầng. Và ai vì người thân quyến hoặc là đang gặp nạn muốn cầu cho họ tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Ai là người vì thân quyến, vì bản thân, vì cha mẹ, vì họ hàng, vì người thân mà muốn cầu cái sự gia trì của Phật làm cho họ bình an khương thái, mọi điều thuận duyên may mắn, thì hãy phát nguyện trì tụng bản kinh này, đốt cây đèn 49 tầng này, đốt cây đèn 7 tầng này, ăn trường chay, giữ giới thanh tịnh, đem tất cả công đức này mà hồi hướng, thì không có nguyện ước nào mà không thành tựu, không có tâm nguyện nào mà không thành tựu. Đó là lý do vào mỗi đầu năm chùa chùa vì bá tánh mà bày ra cầu an cho ta. Cầu an là gì? Cầu an tức là một hình thức ta đến trước Phật, ta quỳ trước Phật, ta bộc bạch tất cả những cái lỗi lầm của mình, sám hối và cầu an, kính lại Đức Thế Tôn, kính lại Đức Phật. Con năm qua vì cơm áo gạo tiền, vì nuôi chồng nuôi con mà có lỡ tay giết mấy chục con gà chẳng hạn, hoặc là vì công việc đồng áng có khi cũng phải giết hại loài sâu bọ, có khi nóng nảy, có chửi mắng họ hàng. Những lỗi lầm đó con tạo ra, con làm cho nhiều người khổ đau. Con giờ đây trong đầu năm mới con quỳ trước Ngài, con thành tâm sám hối, con nguyện trong năm mới này con sẽ không làm những điều đó nữa, và cầu Phật hãy sáng soi phù hộ cho con và những người con thương yêu trong cuộc đời này, bao gồm cha mẹ con, chồng con của con, cháu chắt nội ngoại, dâu rể của con và tất cả những người mà con không quen biết nữa. Tóm lại là tất cả mọi người, không? Trong năm mới sức khỏe bình an, lỡ có bệnh thì chữa mau lành, không? Cầu cho con trong năm mới làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, bồ đề tâm tăng trưởng, có phải vậy không ạ? Ta đến chùa ta cầu an hay thầy có đọc sớ cho ta cũng nói chừng đó chuyện. Có ai đầu năm đến cầu cho con trúng số đề để con xây khách sạn không? Có ai không? Có người đó thì ông Phật ông cũng té ghế chứ ông không thể phù hộ được đâu. Không ai đến cầu Phật trúng số đề và xây khách sạn bao giờ. Ta xin Phật là xin Ngài hãy cho con sự bình an trong tâm hồn. Xin Ngài hãy cho con sự tự chủ để con kiểm soát tâm con. Xin cái đó thì Phật cho được. Xin Ngài hãy cho con niềm tin vững vàng, cho con sự tinh tấn để con tu tập thì được.
Chứ xin Ngài tiền thì Ngài làm gì có mà cho. Đi tu thời Phật đi xin cơm, ngày có ngày không, ngày no ngày đói. Đến chùa gặp Phật mà xin tiền là thua rồi. Phật không có tiền mà cho. Xin Phật là xin Ngài cái tâm hồn này này, cái sự yêu thương này này, sự cao thượng này này, cái trí tuệ này này, thì Phật giàu lòng. Còn xin Ngài tiền, xin Ngài cua, xin Ngài chức tước là Ngài lắc đầu bỏ tay chậm con. Nhớ chưa? Các vị nhớ không ạ? Nhân dịp đầu năm, thầy giới thiệu với các vị một cách tóm lược nhất về đại nguyện của Phật Dược Sư như thế. Thầy còn nói thêm một ý này. Có nhiều nơi đó, người ta đến chùa, người ta ngoài cầu an còn yêu cầu thầy là phải cầu gọi là giải hạn cho họ, không? Hôm nay thầy cho các vị một cái bài giải hạn. Đây là chúng ta tự mình giải hạn cho mình, chứ không cần ai giải hạn cả. Nhưng mà thôi, cái bài giải hạn đó thì cuối bài chúng ta sẽ đọc với nhau. Ta đọc luôn đi ha. Đây là cái bài giải hạn đầu năm mà thầy Quảng Tịnh cho Phật tử chùa Viên Quang. Tất cả quý vị ấy là đọc theo thầy nghe không? Đây là cái bài sở cũng giải hạn đầu năm của Phật tử chùa Viên Quang này. Có 42 điều ta phải làm để giải hạn cho ta trong năm nay. Tất cả cùng lặp lại nghe không? Lặp lại cho to và cho đều. Sở giải hạn đầu năm. Đừng thấy xấu mà chê bai. Đọc không đều tí nào hết. Đừng thấy xấu mà chê bai. Đừng thấy tài mà ghen tị. Đừng hiềm kỵ kẻ ghét mình. Đừng đoàn tình khi giàu có. Đừng nói khó lúc gian nan. Nhỏ quá đừng ngỡ ngàng khi hoạn nạn. Tại sao lại nói nhỏ như vậy? Đừng làm bạn với kẻ mê. To hơn. Đừng bỏ bê khi thất bại. Đừng bại hoại lúc uy dân. Đừng sợ khinh người khác phái. Đừng sùng bái kẻ nịnh mình. Đừng nể tình mà thu nhận. Đừng tán tận cả lương tâm. Đừng lầm bầm khi nóng giận. Đừng kề cận kẻ dối gian. Đừng bướng gàm khi tranh cãi. Đừng giải đãi chuyện học hành. Đừng luân quân nơi quán rượu. Nhớ không cả không? Đừng rủ rượi lúc bi quan. Đừng làm sang khi nghèo đói. Đừng soi mói chuyện người ta. Đừng lãnh xa người hiền trí. Đừng nhục chí mà làm can. Đừng hoang mang khi nguy biến. Đừng gây chiến với kẻ say. Đừng đi vay chơi cờ bạc. Nhớ không cảm ơn. Đừng lạnh nhạt với đồng liêu. Đừng nói nhiều mà làm ít. Đừng quấn quýt lúc chia ly. Đừng có đi người ngay thẳng. Đừng có la mắng chỗ đông người. Đừng có chê cười người khuyết tật. Đừng quá tất bật chuyện mưu sinh. Đừng cho mình là người giỏi. Đừng có hỏi chuyện tầm phao.
đừng khát khao nguồn bất chính, đừng bất kính với bề trên, đừng tìm hên trong đen đó. Biết đen đó không? Ta mang bao tội lỗi đấy, không? Đừng có tìm hên trong đen đó. Đừng chứng tỏ mình đa tài, đừng có nói dài trong cuộc họp. Biết nói dài trong cuộc họp không? Nói hoài người ta muốn cắt vẫn được á. Đừng có dung nạp kẻ bất lương, đừng nhiễu nhương người vô thế, đừng o bể kẻ quyền cao, đừng tự hào sau chiến thắng, đừng mê đắm chuyện đá banh, đừng dài cờ mà chơi tỷ số, đừng có cố mà để kiếm tiền. Sao không có chơi tỷ số hay sao? Đọc nhỏ 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 giấy hả? Đọc lại nào. Đừng dài cờ chơi tỷ số, đừng có cố để kiếm tiền, đừng có lên tiên vì ma túy, đừng biếng nhác chuyện đến chùa, đừng hơn thua trong cá độ, đừng bốc mồ người ta để kiếm vàng, đừng lang thang trong đêm vắng. Nữa không ạ? Muốn nữa không? Đừng đau khổ khi gặp điều nghiệt ngã, đừng lạnh lùng khi sương gió mùa đông, đừng thở than khi họ đã thay lòng, đừng luyến tiếc những điều không còn nữa, đừng thù hận những ai làm mình khổ, đừng phân bua với những chuyện thị phi, đừng khổ đau với những việc chẳng ra gì, đừng bất mãn khi gặp điều chướng ngại, đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. Đói rồi hả? Đừng quên rằng tất cả bởi nhân duyên, đừng để tâm nổi sóng gió bất bình, đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Nữa không? Buồn quá. Kính thưa quý vị, chúng ta còn thêm 10 phút nữa là kết thúc buổi pháp thoại này. Quý vị đã nghe thầy chia sẻ về những câu chuyện đầu năm, về đại nguyện của Phật Dược Sư, về bài cúng dài hạn đầu năm. Nhớ chưa? Cái bài này nó thiêng lắm. Áp dụng bài này chắc chắn không có sao hạn nào đến với mình đâu. Và bây giờ trong cái phần kết của bài nói chuyện thì chúng ta có thơ rồi, có nói chuyện rồi, chưa có hát nơi. Bây giờ thầy sẽ tập cho đại chúng hát một bài. Muốn không ạ? Nhưng mà nói trước là phải hát cho to, vỗ tay cho đều, chứ nếu không thì buồn lắm. Bài hát này có tên là Chuông Mọ Bỏ Buộc. Ta đến chùa ta phải nương chuông nương mọ để tu, phải không ạ? Tiếng mọ gò tan niềm tục lụy, lời kinh xua sạch tận si mê. Cho nên ta vào chùa ta phải nương tiếng chuông nương tiếng mọ, nhưng tu một thời gian nữa, bỏ chuông bỏ mọ luôn thì mới đẳng cấp. Hiểu chưa? Thầy sẽ hát một lần, đại chúng sẽ vỗ tay theo nhịp để mà nắm. Sau đó thầy sẽ đọc một câu, các vị lặp lại một câu nhá. Sau đó sẽ hát, mọi người sẽ vỗ tay theo tiếng nhịp khi thầy hát nào. 2, 3. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, lên
chân điện nghe tiếng mõ nhắc mình bọn nghe tiếng chuông nhắc mình buông nghe tiếng mõ nhắc mình bọn chuông mõ bọ buông chuông mõ bọ buông nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông nhìn cuộc đời đôi dép cỏ nhắc mình bọn như khói sương nhắc mình buông đôi dép cỏ nhắc mình bọn chuông mỏ bỏ buông chuông mỏ bỏ luôn. Hay không ạ? Thầy sẽ giải thích ý nghĩa chút xíu. Ta đi tu á, thời gian đầu là ta phải vào chùa phải tu, hay không ạ? Vào chùa thì nghe tiếng chuông nhắc ta buông, nghe tiếng mỏ nhắc ta bỏ. Buông cái gì? Buông tham lam, sân hận, si mê, bỏ bớt, giận hờn, nói xấu nhau, chia bè kết phái. Thời gian đầu phải đi vào chùa, nghe tiếng chuông, nghe tiếng mọ nhắc cho ta buông bớt, bỏ bớt. Cho nên vào cửa chùa nghe tiếng chuông thì nhắc cho mình buông, nghe tiếng mọ nhắc mình bỏ. Bởi vì tiếng chuông, tiếng mọ là cái lời tiếng gọi của Phật, gọi ta về sau những tháng ngày lạc lối. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó thì không cần nghe tiếng chuông nữa, không cần nghe tiếng mọ nữa, ta vẫn buông vẫn bỏ được. Khi mà bạn lĩnh lên rồi, đi ra ngoài đường không cần nghe chuông, nghe tiếng còi xe cũng được. Ta nhìn cuộc đời mọi thứ ta thấy như khói như sương, nhắc mình buông bớt. Ta nhìn cuộc đời mọi thứ như đôi dép cọ. Biết dép cọ không ạ? Dép cọ là đôi dép mà nó rất toe tua, mặc đi trong nhà mùa đông á. Nhìn mọi thứ như đôi dép rất, nhắc mình bỏ bớt đi. Và đó, điều đó chính là cốt yếu của tu tập. Nhớ chưa? Giờ thầy đọc một câu, các vị nhắc lại một câu nhé. Sau đó sẽ hát. Bây giờ nhắc lại cho đều này. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Chưa to và chưa đều. Lại. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Lên chánh điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Bây giờ không cần vào chùa nữa. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông, chuông mõ bỏ buông. Hát nào, 2, 3. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Lên chân điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông. Chuông mõ bỏ buông. Một lần nữa nào. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông nghỉ. Lên chân điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ nghỉ. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ bỏ buông. Chuông mõ bỏ buông. Đây là đoạn 2 này. Nghe tiếp đoạn 2. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông. Bây giờ đọc lại từng câu. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông.
nhìn cuộc đời đôi dép có nhắc mình bỏ. Như khói sương nhắc mình buông, đôi dép cỏ nhắc mình bỏ. Chuông mò bò buông, chuông mò bò luôn. Hát đoạn hai nào, hai, ba. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông. Nhìn cuộc đời đôi dép cỏ nhắc mình bỏ. Như khói sương nhắc mình buông, đôi dép cỏ nhắc mình bỏ. Chuông mò bỏ buông, chuông mò bỏ luôn. Học nguyên bài nào, hai, ba. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Lên chính điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mò bò buông, chuông mò bò buông. Vỗ tay nhân hơn. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông. Nhìn cuộc đời đôi dép cỏ nhắc mình buông. Như khói sương nhắc mình buông, đôi dép cỏ nhắc mình buông. Chuông mò bò buông, chuông mò bò buông. Được không ạ? Thuộc chưa? Thầy mời người lên đơn ca nhá. Thuộc chưa? Thuộc chưa? Bây giờ trước khi kết thúc ta hát thêm lần nữa, nhưng thầy đề nghị lần thứ nhất ta hát là ta vỗ tay cao quá đầu, đúng không? Còn đoạn thứ hai ta đứng dậy luôn để khỏi mỏi nhá. Bây giờ cùng nhau hát và vỗ tay cao quá đầu. Hai, ba. Vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Lên chính điện nghe tiếng mõ nhắc mình bom. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông. Nghe tiếng mõ nhắc mình bom. Chuông mõ bò buông, chuông mõ bò buông. Đứng dậy vỗ tay nào. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buông. Nhìn cuộc đời đôi dép cỏ nhắc mình buông. Vỗ tay quá đầu. Như khói sương nhắc mình buông, đôi dép cỏ nhắc mình buông. Chuông mò bò buông, à, chuông mò bò luôn. Cảm ơn quý vị. Chúng ta đứng như vậy luôn, kính bật đại chúng như vậy là 75 phút đã trôi qua. Trong khi phải pháp thoại đầu năm, thầy có dịp về đây với đại chúng. Lời cuối con xin một lần nữa hướng lên mười phương tam bảo cầu nguyện trời Phật phù hộ độ trì cho tất cả quý vị trong năm mới có nhiều sức khỏe bình an, được sự gia trì của mười phương chư Phật, để rồi chân cứng đá mềm, bồ đề tâm kiên cố. Thầy nguyện cùng với tất cả quý vị đời đời kiếp kiếp, dù có sinh về bất cứ nơi nào, vẫn nguyện cùng nhau kết làm bà con quyến thuộc ở trong đạo Bồ Đề, cùng nhau tu tập Phật Pháp, cùng nhau lợi lạc hữu tình để phụng báo ơn Phật, phụng báo chúng sinh. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ca Mâu Ni Phật. Suốt thời gian mình tiếp tục